Xin chào các bác và anh em. Hành Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa hit hot tại thị trường âm nhạc Việt Nam, mà đặc biệt đang có mặt tại showroom với em. Đây là cặp loa mới cập bến buổi chiều hôm nay, và bây giờ em mới có thời gian lên sóng và giới thiệu đến các bác và những người đam mê và muốn sở hữu cho mình những cặp loa nó độc như này, nó dị như này và nó hay như này nhá. Thì đây là cặp loa có thể nói là nó không có nhiều tại thị trường Việt Nam, có nghĩa là không phải không có nhé, nhưng mà thi thoảng các kênh về được giải rác 1-2 đôi. Do đó cái mà độ chất, cái độ phê, độ hay trong loa này thì miễn thể bàn rồi, đúng không ạ? Thì ngày em về một đôi có thể tình trạng đẹp xuất sắc nhé, không tì vết đấy. Dòng loa thiết kế là hình thăng cân, bọc lẩy rộng là 62 nhá, sâu là 44, cao 1m08. Sở hữu 4 đường tiếng, đầu tiên là cổ tép kèn, còn này nó là từ 22 con 100 nhé, từ 22 con 100, zin tuyệt đối vang luôn, cổ tép, một chép bướm, đấy, con này em chưa vệ sinh đâu, một chép bướm nữa nhá, chép bướm này nó là họng 44.4, và hai quả bát 30, từ 22 con 100, đấy, mã bát là 2206H, mà biết rồi đúng không ạ, đẹp như mới, kính con luôn, em nhìn này, cái offer của em còn đỏ au, tất cả duy nguyên bản 100% luôn. Bông còn vàng óng như tơ. Đôi này thì nó xuất sắc luôn nhá, nó quá xuất sắc rồi, không điểm chê. Mai em cho anh em vệ sinh thì nó bóng liễng luôn đấy. Nhập về đúng nguyên thô nhá, nguyên chất bãi trở về luôn. Con này thực ra là những con hàng hiếm rồi. Nhìn vậy SR4732, con này 4 đô sản xuất tại Mỹ, một đôi hình trạng xuất sắc luôn nhá. Con này nói chung là về nghe nhạc và hát karaoke thì nó đỉnh của shop rồi, không mà chê được. Tiếng bass đánh cực lực, sâu mềm. Nếu mà hát thì nó rộng rãi và thoáng đãng, bao phòng bác tầm 100m2 đổ lại. Đấy, 4 đường tiếng. Có bass ở dưới kìa, nó thay cho giải súp thôi nhá. Vánh khoảng cái giải tần khoảng 150 cho đến khoảng 250. Còn đâu là một cái con trung thấp thôi nhá. Và cái tép kia là nó chứa trung cao. Và cái xì kia nó thể hiện tái tạo giải trên 20kHz. Bao giờ mời bác nghe một bản nhạc không lời. Của anh trực tiếp từ này. Em đang ghép cục đẩy BS 4800 nhé. Hai cái. Ui. Nghe bắt đầu nguồn. Đã lắm. Các bác có nhu cầu vào hát alo em ngay nhá. Quá nhiều đồng minh như này. Đấy. SR4732 4733 4731 4722 và nhá, đẹp như tranh vẽ này. Cặp này em đang cung cấp với giá là 55 triệu nhá. Bao ship tặng dây 55 triệu, đẹp không tì vết luôn. Do Mỹ nó có nhiều đôi bạn thấp và cao. Đôi này là đẹp, quá đẹp luôn nhá, bao đẹp luôn. Và nghe từng tép bánh cách cách chưa, này xì xì bắt ấp bầy sâu. Mức giá 55 triệu nhé, ok. Một đôi duy nhất thôi nhé. Cái mã SR năm nay rất có duyên luôn. Rất nhiều SR. SR như là 4722 4738 4731 4733 là cặp nữa là 4732. Đấy. Chung loa luôn đây, 835 838 tì vây. Anh nhìn con này đẹp không? Ba các bạn, đấy con này cũng con bướm ấy, nó con bướm kìa, bướm tây to mỏng luôn nhá. Phép kèn hàng 51 bát, con này giá là khoảng 2-3 triệu nhá, con này hát thảy lắm này, tì vây 4722 4735 ấy, sắp sửa về là 4735A nhá, đủ phun vã luôn, 4655 đấy. Đây là clip này nhanh mới nhá, con này về lời nó thì không biết là màn rồi. Bao zin, bao đẹp cho bác, anh quý chào bác nhá.